Ngày 5 tháng 1, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Hù Văn Sinh, 29 tuổi, trú tại Lai Châu để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. Theo điều tra, Sinh nghiện ma túy nhưng không có tiền nên đã lên kế hoạch giết người cướp tài sản. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Sinh gọi điện thoại cho anh V, 23 tuổi, trú tại Lai Châu, nói có lợn cần bán. Anh V đến địa chỉ mà Sinh cho. Khoảng 13 giờ cùng ngày, anh V gặp Sinh tại khu vực đồi vắng thuộc bản Làng Giằng, Lai Châu. Khi anh V không để ý, Sinh nhặt khúc gỗ ven đường đập mạnh vào gáy nạn nhân. Sinh lấy con dao bấm thủ sẵn trong người đâm nạn nhân, rồi kéo vào rãnh sâu lấy lá rừng che phủ. Sinh lấy khoảng 15 triệu đồng, vứt điện thoại của nạn nhân, rồi về nhà cùng vợ bỏ trốn xuống Hà Nội. Đến ngày 3 tháng 1, người dân phát hiện xe máy cùng thi thể anh V nên trình báo công an. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội cùng Công an tỉnh Lai Châu truy tìm nghi phạm trên địa bàn thủ đô. Trưa ngày 4 tháng 1, Công an đã bắt giữ Sinh khi đang lẩn trốn ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.